Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ bắt ve cho mập mập nhà mình ngồi chơi. Mình thấy ve mập mập ở tai rất là nhiều. Các bạn nhìn thấy tai không? Đó, đây là tai mập mập, những con ve này rất là to, khủng khiếp luôn á. Ve rất là nhiều. Nên hôm nay mình sẽ dùng cái nhíp này nhá. Mình sẽ bắt ve cho mập mập nhà mình. Đó, mình bỏ ở đây. Bạn nhìn nhá. Đây, đây là những con ve này. Đó, ve to, nhìn mình nhìn là mình cũng ghê rồi. Đây, như ve hút vậy rồi thì hết máu của con mập mập nhà mình mất. Mập nằm im. Nằm im. Im. Bắt ve cho mập mập nhá. Im. Bắt cho im. Đó, về tỏ. Đó, mình nhổ ve ra mà các bạn nhìn thấy máu luôn á. Vậy là nó cắn mập mập cho mình rất là ghê. Các bạn nhìn này, đi mập. Đó, ve này nha các bạn ơi. Đi mây làm im bắt cho. Mập mình rất là ngoan, nằm im cho mình bắt. Đó, như ve. Mập nhà mình ve nó mới có xuất hiện thôi. Đấy, mập mình bắt là tai đã ngứa. Đây này, bạn nhìn thấy ở bụng này không có ve. Đó. Như ve to luôn nha các bạn nhé. Nhìn tí này, ve này. Ve này. Mập mập mình rất là thích nằm cho mình bắt ve. Thì mập mập mình đang ít ve. Nên mình phải đi tìm từng con. Đó. Mập mình dễ thương không các bạn? Đó. Bạn nhìn này, ve chó rất là nhiều.
Mập nằm im, đi ăn bắt ve cho nhá. Bắt cho nó sạch. Mình thích bắt ve cho những con chó nhà mình, con mập mập nhà mình để cho nó sạch nhá. Đỡ thì cắn nó nhìn cái tội đó các bạn. Rất là tội. Mình vậy thôi chứ ve mà nó hút máu. Con người mà máu chó thì nó không có lớn được và không mập được. Đó. Nên mình phải bắt tìm được con đó các bạn nhá. Đó, mình đã bắt đó. Mình do mình chú tâm mình nhìn ve ở trong lông chó cho mình nhá, nên là mình chú tâm mình nhìn được con thì nó rất là ít, nên mình phải đi tìm. Tìm những ve. À, sợ đổ quá. Rồi. Nằm ngoan đây. À, mập mình rất là ngoan. Có thể mình ru ngủ cho mập mình còn được ạ. Thì rất là thích mình. Đó, à, nhắm mắt luôn các bạn này đó. Rất là ngoan nhá, mập mình ngoan lắm. Đó. Đó, chân này ngoan. Đó. Tìm về bắt cho một về bé tí à các bạn. Về nó cắn nó hút máu. Hút máu à các bạn. Hút máu nhiều lắm. Mập mập như mình thấy mình bắt ve nằm im. Nhìn cho bắt. Mập mình ngoan lắm. Rồi, chào các bạn đi. Chào các bạn. Hôm nay ba mình đã bắt cho mình hết ve rồi. Và mình đã sạch sẽ rồi. Bạn nhìn thấy ve chó rất là nhiều. Ve chó đấy.